Hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Maker. Thì anh em đã thấy chưa, chiếc xe cực kỳ keng, không có một vết chày luôn. Nhưng mà điều đáng tiếc cho những anh em xem kênh đó là những anh em đã tới trễ rồi. Thì mình đang quay clip này thì một anh thầy giám thị đã tới rước em nó về trong một nốt nhạc rất là nhanh. Ngồi chờ luôn. Đây. À, thì anh thấy sao về cái con R15 đó? Thấy xe đẹp, chất. Mình qua xe luôn đi, mình qua xe luôn. À, quay cho mọi người coi chiếc xe. Thì cái đầu tiên á là nó là Bowin, nhưng mà anh muốn có hơi tiếng xíu nhưng mà nó sẽ không bị ồn đó. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn là chơi cái cây bô này nó sẽ không bị ồn đó. Thì ở đây nó có cây tiêu, khi mà anh em tháo cây tiêu ra thì nó sẽ to to một xíu. Mà khi gắn tiêu theo cái công việc của ảnh là anh là giám thị, đi chiếc xe này thì mạnh mẽ, học sinh nó đâu dám hó hé đâu, hò là khó gì đó. Thì đây sẽ cho mọi người xem cái tiếng bô, mà muốn có bô độ mà tiếng nó không quá lớn, công an không thổi đó. Thì đây là cái bô nè. Nói chung là nó to hơn một chút, nó có lực hơn xíu. Rồi chạy cây bô này là không có bị giao thông thổi nha anh em. Tại vì tiêu mình khi mà mình bị giao thông thổi là tiếng bô mình quá ồn, là công an sẽ bắt mình là về cái việc là không có hệ thống giảm thanh. Còn khi mình gắn tiêu đầy đủ như thế này thì không ai bắt mình đâu, tại bô nó cũng êm ru à. Đấy. Hay bảng số đúc gầm, chống đổ có đầy đủ. Mình thích nhất là cái này nè. Cái này nó có lợi thì có lợi, nhưng mà khi có lợi á, khi mà anh em dắt xe đồ á thì nó chạy cái miếng này, nó bảo vệ được cái phía trước này. Nhưng mà cái hại của nó là nó cạ vô dàn áo nó chạy á. Thì mình có phích là mình dán cái tem của nhớt đó, mình dán vô, cái lỡ mà chạy á, nó cạ thì nó không có bị chày vàng áo trong đó. Anh em có chú ý, nếu lên cái này thì nhớ chú ý chỗ này nè, không thôi là đi một thời gian dài là chỗ này sẽ bị lỡ một lỗ. Rồi xong, vậy là hết. Và anh biết mấy công tắc rồi hết chưa? Giờ đầu tiên cái bước đề là đề gì thôi. Này công tắc khẩn cấp, ví dụ mình dừng đèn đỏ thì mình bắn xuống làm nó tự tắt máy. Mình đi mình bật cái này mình đề lên. Ok. Đó. 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 Rồi. Thì cái công tắc này công tắc gọi anh đi xa là anh xin đường nè. Đó, hai giác, ta gọi là hai giác. Hai xi nhan nó sáng ra. À. Đó. Là kêu mình đi thuộc đồ á. À, xin đường. Rồi xi nhan đầy đủ mọi thứ, giờ giấc. Đây đề code pha. Đổ xăng là anh biết hết rồi đúng không? Mở bình cảm có xăng. Thấy không? Bên trong nè, coi nhìn bên quay bên trong cho thấy cái độ keng của con xe từ trong ra ngoài. Như keng từ bình xăng ra ngoài luôn. Rồi đây lại.
tay ấm một tay dặn đó. Đó. Không. Giờ em giao anh cà vạt rồi đúng không? Rồi, một cái cà vạt. À, em cho anh cái cây dặn bản số chứ em quên đi. Hồi nãy em có lấy ra chưa ta? Nãy em lấy cây đó ra chưa ta? Có một cái cây đâu rồi? Hồi nãy em lấy ra rồi á. Đây à. Thì ảnh muốn dặn ra cho khỏi công an làm phiền. Nói chung là anh thấy là dặn ra vậy rất là sự. Khi nào mình đi can cái này nọ thì mình siết lại sao? Đó. Cứng rồi á, siết cứng rồi. Khi nào mà mình không thích cho nó lỏng thì mình dặn này ra. Lúc này vô dặn ra, lỡ lỏng ra. Đó, rồi cứng nhé. Rồi, cứng là ok rồi. Thôi. Không, không, cái đó là bốn máy à. Cái đó là tới bốn máy này, một máy mình nổ tiêu ra thì nó bự hơn. Đùng 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 đùng. Chứ như xe nãy thì không nổi đâu. Khó lắm. Dạ dạ, qua đây. Thì ảnh chồng tiền luôn á, ngay gặp tức luôn á. Này là cái bình nhớt em gửi nè, tại vì ở trong đó là nó còn mới có 1.200 nha. Anh đi 300 cây nữa là anh thay đúng, là thay sớm á, tại vì cái nhớt của nó là cái nhớt nó xay nhớt Repjohn là 2.000 cây thay một lần. Còn cái này thì 3.000 nha. 3.000 cây này, 3.000. Hôm bữa em dặn anh rồi. Có rồi, cái nào có gì anh alo em ship về tận nhà mà. Rồi. Mà anh lâu lắm, anh đi tới 3.000 chắc lâu quá. Đi như anh mà đi lâu lâu đi buổi chắc anh đi cả năm mua mới hết mình đó. Chắc anh nghĩ 6 tháng tới 7 tháng. 2 tháng. Còn này là xịt sên, dưỡng sên. Đó, mở nắp này ra. Rồi. Xịt vô cảm thấy mà nó thiếu á. Xịt vô là nó thơm lắm, để trong nhà nó thơm nhà luôn. Cực kỳ thơm của Đức. Đó. Rồi này, gửi tiền anh em luôn. Rồi, anh gửi luôn. Là... Rồi, biết rồi. Anh cộng luôn cái tiền. Rồi. Tiền xin nhà anh hết rồi, luôn rồi, ok luôn, cộng một lần. Rồi, cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ nha. Mọi người thấy hay nhớ like, subscribe cho kênh của mình Maker để mình tiếp tục cố gắng tìm những con xe đẹp như vậy cho anh em. Đó, bye bye. Đó, anh em thấy chưa, xe đã xong thì ảnh có nhờ mình gắn thêm cái xi nhan này, mình đã gắn vô cho ảnh rồi nè. Đó. Quá đẹp. Rồi, chạy lên luôn. Đậu đây luôn. Cảm ơn em nha. Quá đẹp luôn anh em. Quá tuyệt vời. Thì ở đây là có một cái đặc biệt rồi nè. Để bây giờ mình quay, mình chuyển camera quay cho anh em xem. Anh đó, thì mình đã làm xong cho ảnh nè. Xe nhanh này, xe nhanh mũi tên đó. Cái chìa khóa nãy anh giữ không? Đó rồi, anh giữ hết rồi, hai chìa nữa. Ồ, còn cái chìa Vinh nãy trên đây. Camera đây nè, Vinh. À, Vinh đây. Thì đây, ảnh có nhờ mình bắt một cái gọi là công tắc. Đây, anh mở cái này nó mới lên nha. Rồi, ok. Đó, công tắc à, thấy chưa? Mở là đèn mới sáng. Thấy chưa? Tắt là không bao giờ sáng. Đây là một cái công tắc. Đó, vậy đó. Đơn giản vậy thôi, nó không có gì hết. Rồi, xi nhan. Để em test xi nhan. Đó, ok chưa? Được đó. Xi nhan. Ok. Rồi, vậy là xong nha. Rồi, anh em chúc anh có một chuyến đi thì là tuyệt vời. Rồi, có gì bữa nào anh em mình lên gặp nữa. Em về anh nhớ, về anh dắt, anh dắt đi nhậu nhớ, cái này bỏ đâu? Để cho bảo cộng xe. Rồi bây giờ anh quay cái xe ra em cột lại luôn, em quấn lại luôn cho anh về. Dạ. Chiếc ẹt đúng không? Chờ anh xíu. Nó thêm chiếc. Anh dắt ra luôn. Anh chạy xuống đây luôn nè anh. Anh chạy xuống đây cho rộng. Đẹp quá. Nhẹ mà, nhẹ nhàng. Quấn qua chiếc ẹt, đây qua đây à, quấn cái bô zin.
chiếc ẹt này đúng không anh? Chiếc này đúng không? Quấn cái bô dễ mà đó. Rồi cách mà đây là cách quấn bô thường quấn nè. Rồi quấn vậy là đi tới Quế luôn. Bình thường anh. Rồi em chạy em quấn gì không chạy không á. Rồi cái đuôi nữa, còn cái đuôi đuôi dinh thì cái quay ai biểu nó lên xe đáng chịu. Ủa tết đã tôi quấn cái đuôi cái em rồi. Quay thôi cái đuôi quấn vô đây luôn đi. Rồi, bye bye hai anh nha. Đi cẩn thận nha. Rồi, bye bye mọi người nha.